Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại kênh YouTube Tô vẽ tranh của mình nhé. Hôm nay mình đã chuẩn bị một bức tranh chúng ta cùng tô nhé các bạn. Đấy là bức tranh về một chú bọ. Chúng mình cùng tô màu chú bọ này nhé. Phần mắt của chú bọ này mình sẽ tô màu vàng nhé các bạn. Tiếp theo phần trên đầu trên cổ chú bọ này mình tô màu đen nha các bạn. Chỉ sẽ tô màu vàng thôi. Mọi người nếu một cây của mình bằng cách cho mình xin một like, một lượt share và nhớ đăng ký kênh nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tô vẽ tranh tiếp theo trên channel YouTube của mình. Phần hoa văn của chú bọ này bên trong mình sẽ tô màu đen luôn nha các bạn. Và video tô màu cho quả chôm chôm này của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn nhớ like, subscribe kênh của mình nhé. Cảm ơn. Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại channel Tô vẽ tranh trên kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay thì mình đã chuẩn bị sẵn một bức tranh có hình in hình một chú hà mã. Và bây giờ mình để mọi người sẽ cùng nhau đi. Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với channel Tô vẽ tranh trên kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ tô màu cho các bạn một bức tranh chính là một cây dâu tây. Cánh của chú cam, cánh cam này mình sẽ tô màu đỏ. Cái phần lá cây phần dâu các bạn mình tô màu xanh. Chúng ta cùng nhau đi vào cái video ngày hôm nay của mình nhé. Màu cho những đám mây. Và mình sử dụng màu đỏ để tô màu cho quả dâu này. Phần lá cây các bạn, phần mũi đấy, phần miệng của chú bọ này mình tô màu đỏ luôn nhé các bạn. Tiếp theo mình sẽ tô chân của chú bọ này màu nâu các bạn ạ. Màu nâu cho hình mình sẽ chọn màu xanh để tô phần lá nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bức tranh video. Hôm mình tô màu cho bức tranh của mình nhé. Hãy để lại.
Về phần bông hoa này mình sẽ tô màu hồng nha các bạn. Và bức tranh tô màu chú bọ này mình tô xong rồi các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Các bạn đừng quên subscribe và chia sẻ kênh giúp mình. Cảm ơn các bạn.